Cải bộ Bố Minh xin kính chào tất cả các bạn nha. Bữa nay Bố Minh làm cái video này nè mọi người. Tại vì Bố Minh mới vừa ráp xong cái dây chuồng này, cho nên Bố Minh sẽ quay cho mọi người xem. Nếu bạn nào mà muốn làm theo Bố Minh á thì làm cho nó, thứ nhất là nó tiện nữa mọi người, thứ hai nữa thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích ở trong cái gia đình mình nuôi, cái thứ ba nữa là mình nó rẻ tiền. Thì đầu tiên thì các bạn mua cái chuồng gà về á, cái chuồng này là cái chuồng nuôi gà mọi người, thì mình mua về và mình mua cái mành mành ở dưới đây nè, cái mành mành xanh mọi người thấy không, thì mọi mình lấy cái tấm này ra cho mọi người xem. Cái này là cái mành mành xanh này, bọn mình có làm thêm một lớp mành mành xanh nữa nè. Thì cái mành mành này mình mua ở ngoài tiệm nó chỉ có 35.000 một mét thôi. Đó. Còn cái chuồng này mà bề ngang 1 mét, bề dài 5 tấc thì nó với số tiền là 170.000 một cái. Nói với mình mua cái này mình về mình cắt ra và mình làm y như nè mọi người. Còn đây thì cái miếng xanh này là mọi người biết để làm gì không? Để cho nó chặn cái phân và cái nước tiểu của khi con bọ mình nuôi, cái chuồng trên nó sẽ không bị ướt cái chuồng dưới. Mình lại tiệm mình nói bán cái miếng BK, nhựa BK cứng á, thì người ta sẽ bán cho mình. Rồi mình về mình cắt ra làm như bổ mình vậy nè, nó sẽ không có tè văng ra ngoài. Thì cái chuồng khi mà mình gắn vô rồi á, thì nó sẽ, mình sẽ mua cái máng như vậy. Cái máng như vậy thì tại cái khu vực của mình ở đây á, nó bán là 40.000 một cái, một cái máng. Thì 1 mét á, cái chuồng 1 mét thì nó sẽ có hai cái máng đơn nha mọi người, nó không có chung được đó, mình ráp vô. Thì thường Bổng Minh, tại vì khu vực nhà của Bổng Minh đó là ở thị trấn á, cho nên nó chặt, cho nên Bổng Minh bắt buộc phải làm cái chuồng để cho nó được 3 tầng vậy nè mọi người. Chứ đáng lý ra thì không thể nào mà gắn được cái chuồng công nghiệp được. Bổng Minh tính làm cái chuồng công nghiệp nhưng mà không thể nào được, tại vì cái diện tích đất nó không có được nhiều luôn. Cho nên Bổng Minh với số lượng nhiều nữa, Bổng Minh phải nuôi vậy thôi. Thì chúng ta cái tầng 1 á, thì Bổng Minh cũng dẫn là làm cái chỗ để mà hứng nước tè tiểu của bé, và cái tầng 2 cũng vậy luôn. Còn cái tầng cuối cùng thì bọn mình sẽ không có làm cái vách để mà chịu cái nước tiểu của mọi người. Thì cái tầng cuối cùng thì không có sao, cái bé ở dưới tầng dưới. Còn mấy cái tầng 2 hoặc tầng đầu thì bọn mình sẽ làm vậy. Nó thì bọn mình làm để chi, để cho các bạn xem làm theo bọn mình. Thứ nhất là nó giảm được cái chi phí làm cái chuồng á mọi người. Khi mình mua những cái chuồng mà ở ngoài thì nó ráp sẵn á, thì có khi là nó tới mấy trăm ngàn một cái là nó phí tiền. Thì bọn mình làm như vậy thì bọn mình cũng không khuyến khích mọi người là không mua cái chuồng kia hay gì đó, nhưng mà không phải. Thì các bạn xem coi thử coi, nếu mà thấy ưng ý theo cái kiểu chuồng của nhà bọn mình làm tại trại thì mọi người có thể làm theo nha. Đó, thì đây bọn mình nuôi thì bọn mình làm y vậy nè, nuôi rất là hiệu quả luôn. Như cái này là bọn mình làm cái chuồng này là để nuôi mấy con bọ mà đang mang bầu á, và chuẩn bị sắp sanh thì bọn mình sẽ chuyển vô mấy cái chuồng này. Bọn mình sẽ để riêng ra như một cái chuồng vậy, là mấy bé sắp sanh thì sẽ cho vô đây. Một cái thì bọn mình ngăn làm hai, và sẽ làm một cái máng cỏ như vậy. Mình dắt cỏ lên đây, nó ăn, mấy bé ăn nó sẽ không có bị dơ này kia, rất là dễ, rất là tiện. Rồi mình sẽ treo thêm bình nước với cái máng thức ăn nữa cho bé nó được rồi. Đó, thì bọn mình làm hết, quay cái tổng thể là cho mọi người xem nha. Đây là công sức bọn mình làm từ sáng tới giờ. Thì bọn mình làm rất là nhiều công chuyện, cho nên thời gian rảnh mới làm cái video để gửi đến mọi người. Thì mong rằng các bạn xem video của mình ủng hộ rồi đăng ký kênh để cho nó thêm lượt xem đó mọi người. Thì đó, bọn mình sẽ làm cái cách như vậy đó. Nếu các bạn nào thấy yêu thích thì cứ làm theo bọn mình nha. Thì chúng ta làm cái khay để cỏ như thế này. Cái máng này thì hướng phần, tại vì cái khu vực của mình là làm tiện chặt quá mọi người, không có thể nào gắn được cái chuồng công nghiệp. Bọn mình nghiên cứu rồi, bọn mình được rồi, tính dặn chuồng công nghiệp về bọn mình ráp rồi đó, nhưng mà không thể nào làm được. Tại vì cái diện tích đất ở đây, khu vực thị trấn mà đất nó rất là hiếm. Bọn mình còn đằng sau có chưa được 7-8 mét rồi mọi người, bề dài 7-8 mét, bề ngang có 5-6 mét rồi. Rồi bọn mình nuôi nó đâu có được nhiều rộng đất đâu, không có thể nào mà làm như mấy cái chuồng công nghiệp của mấy cái trại lớn được. Thì nếu bạn nào có thể thấy video của mình làm hay được thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho mình, thì cho mình một like để có động lực làm cho mọi người. Rồi, bọn mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của bọn mình quay. Xin cảm ơn và chúc tất cả mọi người có ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, xin tạm biệt tất cả mọi người nha.